chị nó cũng vui vẻ hòa đồng. À, cái điều thì chị hơi nóng tánh. Hơi nóng tánh. Hơi nóng. Nhưng mà nói chung là cũng quá đáng mình mới đóng lại thôi. Chứ còn 1, 2, 3 lần cũng cho qua luôn. Lần thứ tư là mình phải đóng độ tuổi bằng của chị đi. Đến 65. Rồi. Cho 70 luôn đi. Rồi mấy tuổi chi nữa. 70 cũng được luôn, 70 đâu lại đấy nha. 70 đâu lại. Rồi từ 50 cho đến 70. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay cũng có một cô chị gái rất là xinh đẹp, dễ thương đó, đến từ Bình Phước để nhờ anh em chia sẻ kết nối điều kiện của chị đưa ra cũng rất là đặc và thú vị. Yeah. Thật hơn như thế nào, còn mời cô chú anh chị xem hết câu chuyện để biết thêm thông tin. Rồi, trước khi vào câu chuyện thì mấy anh em cũng xin nhắn gửi đến quý bà cô chú anh chị, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, ai muốn tìm kiếm chồng bỏ đi thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi bây giờ kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi, thay mặt mấy anh em đây chào chị. Rồi trước hết chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu là chị ha. Trước hết chị cũng chào hai em, chúc hai em dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Rồi chị cũng xin chào các anh chị em cộng đồng mạng. Rồi. Ngày thành công nhất, tốt đẹp nhất. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, chị tên gì? Chị tên là Dung. Chị Dung. Chị sinh năm 1970, chị ở Bình Phước. 70 là 54 tuổi hả? Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chị ha? Ông xã chị mất. Ông xã chị mất hả? Mất lâu chưa? Mất mùa dịch tức rồi. Mùa 2019 ha. Rồi. Chị có mấy người con? Được hai, một trai một gái. Lớn hết chưa chị? Có gia đình hết rồi. Rồi, khỏe ha. Lập gia đình hết rồi. Rồi, chứ giờ thì mình ở riêng hay mình ở chung với con? Mình ở một mình. Trời, đã vậy. Ở một mình một nhà luôn. Thì bởi vì mới buồn. Nhà mình chỉ nó bự không? Được. Ở trên đó mình còn rẫy cây trái gì nhiều không chị? Cũng có cây ăn trái, chim chôm, mít, xoài, đu đủ, rồi nói chung cũng... Mình được mấy hecta? Trời ơi, có chưa được 1.000 mét. Trời ơi, vậy ngon quá trời, muốn gì nữa. Wow, nó quá đã rồi. Rồi hiện tại mình đang làm công việc gì chị? Chị ở nhà trước thì chị nghiệp đi xây trong xã chị. Dạ. Mất đó, chị ở nhà đi chăm em bé. Bây giờ chị ở nhà chăm em bé là chăm cháu ngoại, cháu nội hả? Chị cháu ngoại. Hay là chăm cho em bé, cho ba hay là mình... Chăm cháu ngoại. Dạ, vậy khỏe quá à. Sướng ha. Chị được mấy cháu ngoại, mấy cháu nội? Hai cháu nội, một cháu ngoại. Dạ. Ngoại còn bé. Cái nhà mình trên đó lộng rồi ở mình buồn ha? Buồn lắm. Từ hồi mà ông xã mất tới bây giờ chị có tìm hiểu thêm anh nào chú nào nữa không? Nói chung cũng có đó em, tại mình làm bên người xe thì nói chung cũng có bạn bè nhiều quá. Yeah. Nhưng mà họ đến với mình thì cũng họ lợi dụng mình thôi. Yeah. Nhưng mà mình tìm hiểu lâu không mà mình chia tay? Cũng mau rồi em, mình thấy học được là lúc liền chứ đâu có để mà tới lâu. Vậy hả? Yeah. Thế mình từ ấy gì mình tìm hiểu được mấy anh này mà không hợp. Nói chuyện qua điện thoại nghe không ổn, cũng sắp luôn. Ôi nãy trên đây chị làm bên nghề xe là xe là sao? Xe dịch vụ. Chị cho thuê xe hả? Không, mình chở khách du lịch. Chị chạy luôn? Không có, xã chị ấy, ngày xưa cũng làm vậy. Dạ. Rồi bây giờ vẫn còn hay sao? Không, nghỉ rồi. Nghỉ ha. Thế chị chia sẻ về tính tình mình sao nè? Tính của chị nó cũng vui vẻ hòa đồng. Cái điều thì chị hơi nóng tánh. Hơi nóng tánh. Hơi nóng. Nhưng mà nói chung là cũng quá đáng mình mới đóng lại thôi. Chứ còn 1, 2, 3 lần cũng cho qua luôn. Lần thứ tư là mình phải đóng thôi.
ai cũng vậy, bức xúc cũng phải dở bờ thôi, đúng không? Mình có khó khăn không? Hay giận dỗi, giận hờn gì không? Không, chị rất là dễ. Rất dễ hả? Thế giờ mình lên mình tìm một nửa yêu thương của mình nè. Mình muốn độ tuổi bao nhiêu, đến bao nhiêu? Độ tuổi bằng của chị đi. Đến 65. Rồi. Nó cho 70 luôn đi. Rồi đặt mấy tuổi chi nữa. 70 cũng được luôn, 70 đâu lại đi nha. 70 đâu lại. Rồi từ 50 cho đến 70. 50 được không? Nhỏ hơn, người nhỏ hơn chị. Nhỏ hơn có mấy tuổi thì thôi vậy. Nhỏ trẻ thì nó mới về săn sóc lo cho mình được. Trời ơi mà hả? Nói chung là đi nó không cân xứng được thôi. Sao không? Không thu gì. Sao mà không cân xứng được. Thì thôi để cho tùy duyên đi. Đó, từ 50 đến 70. Rồi mình có cần ở khu vực nào chị ha? Hay là ở đâu cũng được? Miền Nam đi. Thì miền Nam ha? Trong khu vực miền Nam ha? Đúng rồi. Đó, nó dễ. Miền Nam. Rồi. Miền Bắc đi sau cũng được, nhưng mà người ta gia trưởng nhất. Mình có cần cái người đó là phải kinh doanh mua bán thành đại gia, hay là chỉ một người bình thường đến với mình cũng được, làm công nhân bình thường đến với mình cũng được? Nói chung ví dụ như mình muốn thì cũng được. Dạ. Bây giờ để tùy duyên, ví dụ mà người đó mà cảm thấy thương mình thật lòng là đối với cỡ nào ta cũng giúp mình á. Dạ. Rồi ví dụ mà mình cái duyên của mình mà nó đến đâu thì mình phải chịu thôi, chứ giờ mình đòi hỏi thì cũng khó. Nếu mình gặp người nào hợp mà giỏi giang buôn bán thành đạt thì mình số phận mình có đỡ. Còn nếu mình không hợp thì mình gặp với anh nào mà chịu làm ăn thì cũng được ha. Đó thì mình cũng đồng lòng làm với ta. Rồi ví dụ như giờ chị có nhà nè, rồi anh nào mà đang kinh tế khó khăn mà chịu làm mà hợp với chị, về nhà chị sống được không? Hay là buộc phải ra nhà trọ ở? Nếu mà mình đến thì về nhà mình cũng được. Trời, quá khỏe ha. Trên đó thì đẩy rồi trên trơn này kia rồi chị làm ha, ha à, mưa thuê người ta làm. Tại vì cái đó là có sát bên nhà luôn cơ. Nhà chị là nói chung là chị cũng sợ rắn rít á. Chị mua đá trải hết. Trời, đá vậy. Nhà mình mặt đường lớn luôn hả? Nhà chị hai mặt đường. Trời, ngon ha. Hai mặt đường nhựa. Quá đã. Đất đó giờ chắc cũng cao đó, giá ha chị ha. Ngày xưa cao lắm mà giờ nói chung là đất nó cũng đứng lại đó. Đất đó ví dụ như mà một tính mét hay sao? Đúng rồi, mét. Mét mấy trăm triệu hả? Mét 100 triệu mà nó chỉ ra thì tỷ mấy à. Rồi, tỷ mấy cũng đã, nó đã hả? Thế cái tính cách người đàn ông như thế nào mà chị cho là phù hợp với mình? Trước nhất là phải sạch sẽ. Sẽ. Tại vì là đàn ông người ta là phụ nữ, ví dụ người ta dơ hơn mình là đúng rồi. Đúng nha. Còn mình là đàn ông là phải sạch sẽ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải cao từ 1m65. Đó, cho 1m65 trở lên. Tại chị là 1m58. Đó rồi. Nặng cũng là 62kg, đâm ra nó cũng hơi tròn. Nên là mình cần cái người đàn ông phải cao hơn mình. 65 thì ok rồi, người đàn ông mà 65 đến trở lên thì nó điều quá dễ rồi. Thì đó, mà phải tròn tròn chút thì ok, còn nếu không được tròn thì ốm. Chứ mình muốn không được. Sao cũng được ha, ở 1m65 trở lên là ok. Rồi, ví dụ như chị có điểm yếu nào không, điểm mạnh nào không? Điểm yếu của chị thì... nhiều khi nói chung là ép mình quá đó thì mình cũng bức xúc, rồi nói xong là xong chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh thì chị thì thích nấu ăn, thích mình nấu ăn cho những người thân của mình đó, nấu cho người thân của mình ăn. Chị nấu ngon không hả? Chị có bằng mà. Ôi ngon vậy, còn là biết luôn, giỏi quá ha. Đó, anh nào về là chị nấu ăn là quá tuyệt vời luôn rồi, khỏi chê luôn. Đến nay mình lên chương trình này, cô mà biết không, có động viên chị đi không? Nó còn kêu dậy đi. Trời ơi, cô có tâm lý ha, động viên chị ha. Đúng rồi, tại vì mình lớn tuổi rồi, mình đâu có còn...
còn sống được bao lâu nữa. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ tôi thấy ông thời buổi bây giờ sống mai chết mai. Bây giờ cứ để cho mẹ nó vui được lúc nào thì hay tốt thôi. Hôm nay đi chương trình thì con động viên đi. Chị xem chương trình của tụi em lâu chưa? Xem nay cũng được 3 tháng. 3 tháng. Mà chị xem nhiều lắm luôn. Sao nay mới quyết định lên? Sao không đi sớm? Để chị xem chứ nó như thế nào. Dạ. Theo dõi nhiều chương trình á. Rồi nay mình mới quyết định lên. Đúng rồi. Chị đi xuống đây chắc cũng một quãng đường cũng xa cũng mệt ha. Mà đi, đi từ mấy giờ? Buổi sáng này chị là thức thì 3 giờ tắm lục lục. Dạ. Chuẩn bị. Rồi bắt đầu 5 giờ là dậy thắp nhang ở nhà đó. Ở nhà chị thờ cúng nhiều lắm. Đi xong là thắp nhang giá chồng. Cho được bình yên và suôn sẻ. Quá đã luôn. Rồi đi thắp nhang giá sao? Giá anh phù hộ cho em đi lấy cái chồng mới hay sao? Nếu mà có thương thì anh đã mất rồi, bây giờ anh có thương thì anh phải giúp cho em tìm được một người đàng hoàng về chăm sóc cho bà xã của anh cũng như anh rồi, như vậy anh cũng vui rồi. Vâng, đi là phải thắp nhang đàng hoàng luôn. Mày xin chứ. Thế đó giờ là mà ông xã của chị là người đầu tiên hay là người thứ hai? À, đó là giống như là chị với ông xã trước á thì cũng đến với nhau nhưng mà không có làm cái kết hôn, rồi cái ông xã chẳng biết cũng người đấy muốn chẳng đi theo hôm trước hả? Đó là mấy năm sau rồi chị mới gặp ông này đó, rồi ông này xong rồi tính là qua cái mùa dịch hai người đám cưới ai về đâu cũng chích thuốc á, mũi ba cái ông đi luôn. Kỳ vậy thì bởi sao bởi vậy mình à, chị em không quá ăn đi. Ông đang bệnh mà chị ép ông nữa. Xong rồi hả, chích mũi ba rồi thì tính là đi chích luôn. Nhưng mà nghe em chết thì đâu dám chích, sợ. Đang khỏe mạnh vậy, làm cho đi luôn. Dạ, xã chị cũng lái xe mà. Thế chị đến với ông xã thứ hai nè, lâu không? Cũng được 5 năm. Mình có người con nào không? Tại ông xã chị cũng lớn tuổi mà. Ông xã chị bao nhiêu tuổi? Lúc còn mất là 63 tuổi. À, vậy lớn hơn chị chục tuổi hơn. Ông xã trước là có hai mặt con. Giờ còn liên lạc không? Giờ ta có gia đình, ta có con rồi. Con thì nhưng mà mình vẫn liên lạc tình cảm. Không còn tình yêu, còn tình cảm. Thì ông xã chắc cũng về thăm con này kia chứ. Đúng không luôn. Tại vì nói chung ta có gia đình rồi mình muốn qua lại. Nhưng mà lại sợ vợ người ta ghen á. Biết à, nhưng mà con thì có không liên lạc luôn hả? Khi mà có đám tiệc vậy đó thì nó mời bố. Thế lúc đi rồi mình chắc mình cũng sốc ha. Buồn. Đừng có tin đâu, chị cạo đầu trọc chị uống thuốc tự giận luôn. Trời ơi. Chị uống thuốc tự giận luôn xong rồi không chết. Rồi sao? Nhưng mà may mắn hả? Thì đó. Buồn ha. Sốc lắm. Chắc mắt ăn mắt ngủ nhiều hả chị? Sao bao nhiêu thời gian rồi mình mới vượt qua? Cũng lâu rồi. Ê, ông xã sao rồi mình tìm hiểu rồi quen biết ha mai mối. À cái này là chị đi mua đất. Chị đi quyết định mua đất. Tại vì nhà chị ở thành phố mà. Dạ. Chị mới lên Bình Phước chị mua đất. Dưới Sài Gòn hả? Chị mới ở trên Bình Phước. Lên gặp ông xã trên đúng, đây luôn. Mua đúng vậy đó, không luôn. Trời ơi, bán đất cho ông mới liền dị giờ ông được năm. À. Vậy cái mình mua đất. Vậy mình lấy ông luôn. Vậy mình xác bên. Vậy thì sao? Có trả tiền không? Trả đàng hoàng chứ. Giá đàng hoàng xung xui rồi đồng nó mới tiến tới cái vụ kia. À, rồi xong rồi mình lấy lại. Không, không lấy lại luôn. Tại vì nói chung là cái nào nó ra cái đó. Nhưng mà mình về chung không? Về chung một nhà hay là cứ qua lại? Lúc đó là chị mua
xong là chị cũng cất cái nhà nhỏ, chứ mà chị cũng tính là muốn cất là để sau này mình lớn tuổi đó về đó là mình thờ phượng, rồi với lại chị cũng hay tụng kinh. Rồi lúc đó chị hay đi mua đất nhiều không? Thì tính là mua cái đất cũng hơi lớn lớn chút thôi. Mình mua kinh doanh bất động sản luôn hả chị? Không, chị không có kinh doanh mà chị tính là tại ở thành phố nhà nhỏ lắm em ơi, chặt chỗ được bỏi lắm. Mua xong hốt luôn, thôi giờ đi mua nữa đi. giờ đi kiếm mà anh nào đại gia mình mua đất ổng cái mình hốt luôn. Thôi bây giờ không có khả năng. Giờ nếu anh nào thương thì rước về nhà. Nói chung nắm cho được cái gì cho. Nói chung cũng như có duyên ha, đi mua đất xem cái không. Rồi. Tại vì tình người ta cho mình gì, ta cho mình hưởng cái đó thôi. Thì mình vợ chồng mà coi sống chung chứ nếu mà cho này kia thì coi như cũng như là đâu phải vợ chồng nữa đâu, đúng không chị? Vợ chồng là sống chung rồi mình ở, nếu mà bây giờ chị muốn gặp một cái người đó hợp ý là mình muốn kết hôn, là muốn chính thức hay là muốn cặp để ở thôi. Đúng, ở đâu có, nếu mà nó mà đúng duyên đó thì là phải làm cái kết hôn đàng hoàng, phải ra mắt đàng hoàng. Như là mà kêu dở cơ cơ chứ không chịu đâu. Như ông sao này nè, chị gặp nè, có kết hôn không? Tính là ổng qua cái mùa dịch nè, là làm đó. Sao mình quen tới mấy năm rồi mà sao mình ở với nhau mà chị mình cũng chưa kết hôn nữa. Ổng là tài xế chị ghen lắm. Ghen dữ dằn. Ghen lắm hả? Ghen lắm. Tại vì tài xế mà tôi biết rồi, phụ nữ lên chỉ ngồi gần ổng thôi. Mình là vợ đi theo quản lý xe thì giỏi, nên sao chịu nổi. Có luôn hả? Đi theo luôn hả? Đi theo quản lý xe mà. Rồi mình thấy có mấy người ngồi kế không? Có luôn. Không, mình nói thì chị phải nói chỗ này chỗ rồi, chỗ của em. Đâu, cũng ghen hả? Vậy, vậy tính chị cũng ghen nhiều hả? Tại mình thương người ta mình mới ghen, chứ mình không thương mình cũng ghen. Không, ghen thì đồng ý ai cũng ghen, nhưng mà nó đúng thôi. Bây giờ anh đó chạy xe rồi cái chị đó không có ghế ngồi kế bên thì ăn thua gì. Ghen chi? Vì là người ta ngồi kế bên người ta vọt vẹt gì đó, khiều mó gì móc gì đó thì mình mới ghen chứ. Thì cũng có mình mới ghen chứ, tại đâu có ghen. Nếu ngồi bình thường thì mình đâu có ghen, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà gặp anh nào hợp rồi ý chị là sao, là mình cưới luôn rồi mình về mới ở chung, hay là mình sống thử xong rồi nếu hợp thì mình mới tiến tới? Gặp được cái người đó nếu mà người ta thật lòng với mình luôn thì đến luôn, thì làm cái kết hôn đàng hoàng. Đúng rồi. Dù sao mình là một người phụ nữ thì nó có cái danh chứng cũng thận tí ha. Đúng rồi, với lại nhiều khi người ta còn vợ đó, rồi gì là vợ ta đi xa gì đó về ra đến với mình rồi đâu có được, té ngửa luôn á ha. Ở thời gian sang về bả về cái bả hoại bên trần là té ngửa luôn đó. Chị cũng lo điều đó hả? Nên vậy mới lên chương trình này. Mấy anh nào mà lên đây là tụi em xác minh là giấy tờ hết rồi, đặt thân gọi là ly dị rồi, đúng không? À, hôm nay chị lên chương trình là vui không? Tới đây vui chưa? Mấy anh ở nhà cũng hồi hộp lắm. Hồi hộp hả? Rồi chị có muốn lời nào gửi tới quý cô chú anh chị đang theo dõi chương trình này, đặc biệt là mấy anh mấy chú nè đang xem chương trình để mà thấy hợp tình hợp ý kết nối với chị nè. Chị cũng có lời gửi đến các anh chị trên cộng đồng mạng, nhất là mấy anh. Nếu mà cảm thấy yêu mến, yêu mến, yêu mến em thì liên lạc với lại mấy chú bên kết nối, rồi sẽ gặp được em thôi. À, chị nhắc là chị tên gì? Chị tên là Trương Dương Minh Trung, sinh năm 1970, chị ở Bình Phước. Đang sinh sống tại Bình Phước ha. Dạ, em cảm ơn chị đã tin tưởng mấy anh em đã vượt một quãng đường cũng rất xa lên nhờ anh em kết nối. Em cũng chúc chị luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương như mong đợi chị nhé. Chị cũng cảm ơn hai em. Dạ, hiện nay là chị lên chương trình này. Chị có cam kết những thông tin, những lời chia sẻ của mình là đúng, là chị hoàn toàn chịu trách nhiệm những lời nói của mình không? Có. Dạ. Rồi chị đó cho mấy anh em sử dụng hình ảnh của chị cũng như video này chia sẻ trên các mạng xã hội, cam kết là không gửi xuống, chị có đồng ý không? Đồng ý.
Dạ, một lần nữa em cảm ơn chị và cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành câu chuyện ngày hôm nay. Thì hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông, hay để lại bình luận một góp ý kiến cho chị gái này có một cái cách nhìn đa chiều và tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Cô uống tình trạng bệnh cô của cô thế nào rồi? À, của cô thì được 73 rồi. Ờ, được 7 phần rồi hả? Ừ, 7 phần rồi. Cô uống được mấy chai rồi? Thì cô mới uống 2 chai hôm nọ đấy, còn 2 chai hôm nay thì là hôm nay cô mới uống được có một nửa chai của cái hai cái chai thứ hai này. Còn hôm trước thì tình trạng của cô như thế nào? Ờ, hôm trước thì đấy, như hôm nay cô bảo đấy là cô uống, bắt đầu cô uống cái chai đầu tiên thì là 7-8 ngày thì là nó đau nhiều lên. Dạ. Ừ, nó đau nhiều lên xong là bắt đầu là từ từ rồi là nó mới dịu xuống, xong bắt đầu là uống đến chai thứ hai thì là bắt đầu là nó dịu dần. Ừ, cô bị đau ở chỗ nào? Cô bị đau ở chỗ nào nhất? Cô đau là ở cái đốt sống lưng này. Ờ. Xong là nó đưa xuống bên mông này, xong rồi nó đưa xuống đằng sau cái đùi gối đấy. Dạ. Yeah. Thì hôm nay đi rất thoải mái, ngồi giờ lại đứng lên rất giờ được hết rồi bên này. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là đêm nằm nó cứ mỏi hết người thế này, là người ta thì nằm ngủ chứ mình cứ phải lang thang vậy vì đi lại chứ không nằm gì. Thì yeah. bây giờ là làm được từ cứ đi tập đi tành về là khoảng 9-10 giờ là đi tập đi thể dục khiêu vũ chứ gì, về là 9-10 giờ về là uống nước rồi nghỉ ngơi là nằm ngủ đến sáng rồi. Ồ, vậy là tình trạng nó bớt khá nhiều rồi hả cô hả? Ừ, bớt thì tìm được 70 rồi. Dạ, yeah, ô vậy quá tốt rồi, con chúc mừng cô nhá. Rồi, con chúc cô mạnh khỏe ha. Thế cô cảm ơn nhá. Rồi, con chào cô. Thế cô cũng chúc con là bán được hàng để cho nhiều người uống khỏi bệnh thì buôn may bán tốt nhá. Đúng rồi, cô cũng tốt, cô cứ giới thiệu cho con nhá. À, rồi, con chào cô. Cảm ơn. Dạ. Yeah.